sáng sớm anh Miền Thiểu của anh Miền Vũ cũng đã đến chị ông Loan lộng về của chú anh chị đó, cả nhà ông Vũ trong. Hồi nãy là em ngồi đây là em không có nghĩ là anh đến cả nhà. Thì em vừa vô quán cà phê thì em thấy anh đi ra vô lần này là lần thứ ba nữa các cô chú anh chị các bạn. Đó, từ bắt đầu là anh di chuyển đi cô chú. Anh đi một cứu đồ đến cho chị Hồng Loan cả nhà. Anh cho các khi nào anh đem đồ là phim chị Hồng Loan á cho chị Hồng Loan đó cả nhà. Thì nói chung là chị Hồng Loan cũng không đã có nghĩa là chị Hồng Loan xin tạm dừng cả nhà rút lui đóng bộ phim của chú chị. Đầu tiên có sự ngạc cảm anh. Thấy nhìn cái mẹ đó, anh nhìn qua cô chú vậy thấy nhìn cái mẹ cũng thấy cưng không? Cô chú thấy rất là vui nha. Chắc ông nội bà nội đang gọi đó, anh Hải đang nghe cô chú anh chị. Thì nói chung là em cắt tiếng để em làm tiếng của anh chị nó không nghe âm nữa. Bởi về con quán cà phê nó bị dính nhạc em cô chú chị, em đang trước nó bị dính bản quyền của chú anh chị thì em tắt nhạc em để em làm tiếng em đăng lại cho cô chú anh chị xem. Thì vừa thì mới vừa xong á thì anh vệ sĩ của anh Vũ anh đánh là cũng bao lần đó cô chú anh chị. Mà nói chung là không biết đem đồ gì cho chị Loan trong cái giỏ sách đó cô chú anh chị đó cả nhà. Thì bé Vui bắt đầu đi học mà cô chú anh chị. Mà tối chị đi đến đây thì ở đây tầm cũng 2 tiếng đồng hồ đó cô chú anh chị, tầm 2 tiếng đồng hồ ha. Rồi live stream rồi nhậu rồi đi xin thưởng của chú chị rất là vui luôn. Rồi sau đó chị Ni đi về, chị Ni cũng cho mấy anh em những bịch cơm trái để trang sản phẩm của chị Hồng Loan đó cả nhà mình. Bé Bôn bắt đầu đi học ha, ở nhà thấy cưng không? Thì nói chung sáng nào anh Hải cũng chở bé Ken nè, bé Tin đi học, rồi sau đó là về chở bé Bôn không cô chú. Còn bé Su thì có thêm một chú lớn tuổi cũng sáng trở đi, trưa trở đi, chiều trở về của chú anh chị. Shop chị Hồng Loan thì mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ của chú anh chị ha. Cô chú anh chị gần xa thì để mua đồ ủng hộ cho chị Loan ha. Có cái gì mặt hàng, đồ ăn vặt, các món thuốc luôn của chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình tranh thủ mình mua yến cả nhà. Yến 2 chỉ vàng cũng có rồi nó, năm chỉ lũ của chú anh chị, năm chỉ vàng cũng có rồi đó cả nhà. Mà lưu hàng ra rồi nhưng chưa ai trúng được cô chú. Mình hãy tranh thủ sự biết đâu có sự may mắn của mình nó đến đó cô chú anh chị thì có thể trúng. Anh Hải cũng vừa chở với Bôn đi học về, anh Hải cũng đi về đó cô chú. Thì chú cơm cháy cũng vừa di chuyển tới nè cả nhà. Chú cơm cháy tới nè, chở cơm cháy tới chú anh chị. Thì nói chung là chị Hồng Loan phát sinh thêm một cái combo nữa cả nhà. Combo một chị Hồng Loan này có 770k thôi, thì gồm có này chả bông heo nè, 250 kho bò mà 215 rong hạt, 175 cơm trái 95k cơm trái mới. Combo 2 là 475 các chị, cơm trái rong biển 75, kẹo điều trắng 150, kẹo mè đen 120, rong biển trái tỏi 25, chùm ruột 101. Combo 3 là 630 cả nhà, khoai tây mật ong là 65k, me thái 80, cơm cháy mỡ mắm hành là 75, kho gà lá chanh là 150 cả nhà, rong hạt 175, rong biển cháy tỏi là 55k. Đó là combo 3, rồi gồm theo combo 4 là 650 cô chú chị, kho gà trái tỏi 150 này, miếng sáng 150 này, rong biển hạt 175 của chú anh chị gần xa. Thì nếu yêu mến chị Loan thì ủng hộ chị Loan của chú anh chị các bạn. Thì anh Khoa với chú Tránh cũng để bước ra phía trước để di chuyển những thùng đồ ăn vặt vào bên trong cả nhà. Nó chú Tránh bưng vào kìa, chú Tránh bưng vào của chú. Thì nói chung là những mặt hàng mà giao vào trong là chú Tránh của anh Khoa sẽ phân vào trong đó cả nhà, ở cửa phân vào trong. Thì hiện tại chị Loan đang ở trong nhà nghe cô chú chị. Chị Loan đang ở trong nhà, rồi anh Khoa cũng ký đơn nghe cô chú, ký đơn kìa, ký giấy để nhận hàng cô chú chị.
Mà chị Loan đang ngồi ở trong này đó. Có nhà thấy không? Mà chị Loan đang ngồi ở trong. Có nhà thấy không? Chị Loan đang ngồi ở trong thấy không? Thì sáng sớm cũng có rất nhiều cô chú anh chị để mua hàng ủng hộ chị Loan đó cả nhà. Nãy cô có một cô ở đây đến quận 7, cô chú anh chị, quận 7 cũng qua đây, mà lúc em không có quay, cô kia cũng quay lại, mà em không có quay nữa cả nhà. Thì chú chở đồ cũng đi nè, di chuyển đi. Thì sáng sớm thì em cũng đến đây để qua chia sẻ trước nhà chị Loan cho chú chị xem. Thì chú bánh ướt thì sáng giờ chồng chú nào cũng ở đây hay cả nhà, cũng ở đây buôn bán bánh ướt. Thì cô cũng vừa đi xong rồi đưa bán giấy số rồi, còn chú ngồi đó bán bánh ướt cả nhà. Buổi sáng trước nhà em Loan rất là yên tĩnh cô chú chị, nói chung hôm nay là trời không có nắng nha cả nhà, trời rất là mù mù u ốm cô chú chị đó, bầu trời thì rất là mù, nói chung là không nắng nên là điềm tĩnh thoải mái nha cả nhà đó, cô chú chị. Thì hôm bữa má Thanh Quốc Thanh cũng đến đây để nhổ cái cây bồ đề đâu cô chú chị, bây giờ không thấy cái bồ đề nữa. Mà nếu mình nhổ nó, mình xịt cho nó, mình triệt đĩa luôn đó. Hãy những cái rễ mà nó còn nằm đó cô chú anh chị, những cái giống cây bồ đề này nó rất là dễ sống cô chú anh chị, chỉ cần cầm có nước trong đó là sẽ nó ngâm cái rễ của nó tạo thành một cây bồ đề khác nha cả nhà, chỉ có cái rễ là nó vẫn sống được, nó rất là dễ sống luôn cô chú anh chị, rất là dễ sống luôn. Trước nhà dòng Loan buổi sáng xe cộ chạy qua rất là đông cả nhà. Thì bởi một con đường lớn thì nó có rất nhiều cái hiểm thông qua các những đường lớn khác đó cô chú chị. Ok cô chú anh chị nó tiện đó, cô chú anh chị đi đường này nó gần hơn, có đỡ kiếm tốn kiếm rồi cô chú anh chị. Đó cả nhà. Đó cô chú anh chị đường xá buổi sáng không? Rất là nhộn nhịp luôn, xe cộ tạ tới tấp. Đó cả nhà ha. Cô chú anh chị yêu mến ủng hộ Tin Ba Miền ha, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo, theo dõi để cập nhật hình ảnh trước cho cô chú anh chị xem tình hình chị ông Loan bán hàng hàng ngày cho cô chú anh chị yêu mến Tin Loan để theo dõi nha cả nhà. Thì còn đặc biệt là cô chú anh chị yêu mến Tin Loan thì đến mua đồ ủng hộ nha cả nhà. Nói chung là sáng sớm cũng có rất nhiều cô chú anh chị đến đây, thì bởi buổi sáng cô chú anh chị đi làm á, một là đi ghé ngang qua mua đồ luôn ha, là cô chú anh chị buổi chiều là cô chú anh chị đi làm cũng ghé qua nhiều. Nói chung là buổi trưa chị Loan bán cũng lai rai cả nhà, chứ mà đa số là buổi sáng sớm và buổi chiều cả nhà. Buổi chiều là thật mát đó cô chú anh chị, cả nhà thấy chưa?